Ngày 20 tháng 5, tại Cung thi đấu Điền Kinh trong nhà Hà Nội, Hội khỏe Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội năm 2017 do Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức đã khai mạc. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12 và hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2017. Đến dự hội khỏe có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Năm nay, hội khỏe thu hút hơn 800 vận động viên từ 42 công đoàn cơ sở thi đấu ở 5 môn là quần vợt, kéo co, cầu lông, bóng bàn và nhảy bao bố. Đây là dịp để cán bộ, công nhân viên chức và người lao động thủ đô có cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm, thể hiện tài năng, đồng thời rèn luyện nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần. Theo ban tổ chức, trong ngày 19 tháng 5, các vận động viên đã thi đấu vòng loại và các trận bán kết 3 môn gồm quần vợt, cầu lông và bóng bàn. Riêng ngày hôm nay, các vận động viên thi đấu thêm 2 môn nhảy bao bố, kéo co và các trận chung kết 3 môn quần vợt, cầu lông và bóng bàn. Kết quả môn kéo co, về đội nam giải nhất Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, giải nhì Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, giải ba Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Về môn kéo co nam nữ, giải nhất Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội, giải nhì Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Về giải toàn đoàn, giải nhất thuộc về Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội, giải nhì Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao nhiều giải ở môn quần vợt, cầu lông, bóng bàn, nhảy bao bố. Ta bước đi hướng tới muôn vì sao, đằng đường nào trải bước trên hoa hồng, ba chân cũng thấm đau vì những mũi gai, đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao, mà con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ. Ta cũng sẽ vượt qua, và con tim ta đã lực lượng cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa. Yeah.